Nhiếp Nhiên đang ngồi trên tàu hỏa, hoàn toàn không biết tất cả những gì đang xảy ra ở nhà họ Nhiếp lúc này. Còn tại sao lại đổi sang ngồi tàu hỏa? Tất nhiên là bởi vì Nhiếp Dập rồi. Cô quyết định đi tàu hỏa đến một chỗ khác, sau đó sẽ chuyển sang máy bay đến thành phố A. Dù an toàn nhưng cũng tốn nhiều thời gian hơn. 6 giờ ra khỏi nhà, bình thường chỉ cần 12 giờ là tới. Nhưng lần này phải mất đến tận 3 giờ chiều. May là mùng 1 Tết nên khá là vắng. Lúc ra khỏi sân bay, cô tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện thoại cho Hoắc Hoành. Điện thoại vang lên mấy tiếng rồi có người bắt máy. Sao thế? Nhiên Nhiên tìm một chỗ ngồi xuống hỏi. Bây giờ anh đang ở đâu? Ở công ty, sao vậy? Nhớ anh à? Nhiên Nhiên nhướng mày cười. Hôm nay mùng 1 mà anh vẫn ở công ty hả? Hoắc Hoành thở dài một tiếng. Đúng vậy, dù sao cũng chẳng có ai đón Tết cùng anh. Ở nhà chán lắm, thà làm cho xong mấy kế hoạch năm mới còn hơn. Tổng giám đốc của chúng ta đúng là chịu khó thật. Nhiên Nhiên chỉ trêu anh một câu, ai ngờ anh lại được đằng chân lân đằng đầu, than vãn. Hết cách rồi, kiếm nhiều tiền một chút để nuôi ai đó hay chê anh. Được rồi, vậy anh cố gắng nhiều hơn đi, em không quấy rầy anh nữa. Nếu đã biết chỗ anh đang ở, Nhiên Nhiên cũng không dài dòng với anh nữa. Đang chuẩn bị cúp điện thoại thì Hoắc Hoành đột nhiên nói. Tự dưng em gọi điện thoại tới, chỉ để hỏi anh đang làm gì thôi sao? Nhiên Nhiên chỉ nói. Đúng vậy, dù sao cũng rảnh nên hỏi anh để giết thời gian. Nhưng anh cứ cảm thấy không đúng lắm. Em chưa bao giờ gọi điện thoại chỉ vì hỏi anh một câu đang ở đâu. Nhiên Nhiên đành dọa anh. Có gì mà không đúng? Nếu anh không thích em gọi điện thoại cho anh thì cứ nói thẳng ra đi. Cùng lắm là em không gọi nữa là được chứ gì. Nói rồi cô định cúp điện thoại. Hoắc Hoành lập tức cắn câu, vội vàng nói. Không không, sao anh lại không thích được? Anh chỉ mong ngày nào em cũng có thể gọi điện thoại cho anh thôi. Nào, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Không phải, anh đang bận kiếm tiền à? Nhiếp Nhiên lạnh lùng hỏi. Thì cũng có lúc phải nghỉ ngơi chứ. Lúc đối mặt với Nhiếp Nhiên, Hoắc Hoành hoàn toàn không biết giận dỗi. Nhiếp Nhiên quả quyết nói. Nhưng bây giờ em bận rồi, cúp máy đây. Sau đó cô cúp điện thoại, bắt một chiếc taxi, đi thẳng tới cao ốc Hoắc Thị. Hoàng hôn buông xuống, trời tối dần. Đang là Tết, cả tòa cao ốc Hoắc Thị đều tối om, chỉ có tầng trên cùng là vẫn sáng đèn. Cho đến khi trời hoàn toàn tối hẳn, ánh đèn ở tầng lầu kia mới tắt đi. Không lâu sau, trong hầm để xe truyền đến tiếng bước chân. Hoắc Hoành bấm chìa khóa cảm ứng, sau đó kéo cửa xe ra ngồi vào, chuẩn bị thắt dây an toàn. Dưới động tác nhìn như bình thường đó, anh đột nhiên rút một khẩu súng bên hông ra, sau đó quay nhanh người lại, nhắm thẳng vào người nấp ở hàng ghế sau. Đi ra! Trong hoàn cảnh mờ tối, anh không thấy rõ người nấp ở hàng ghế sau là ai, chỉ lạnh lùng quát. Người nấp chậm rãi ngồi dậy, đồng thời cười nói. Tính cảnh giác mạnh thế này cơ à? Em còn tưởng là một lúc nữa anh mới phát hiện ra em cơ. Hoắc Hoành sửng sốt, lắp bắp nói. Em... không phải em nói ăn Tết ở nhà sao? Sao em lại đến đây vào lúc này? Bởi vì quá kinh ngạc mà anh vẫn duy trì tư thế cầm súng không thay đổi. Nhiên Nhiên chỉ họng súng đang nhắm vào mình, ra hiệu cho anh thu súng lại. Hoắc Hoành nhanh chóng thu nó lại, vô cùng vui vẻ và kinh ngạc. Không phải anh đang nằm mơ chứ? Em đến thật à? Sao em lại đến đây? Nhiên Nhiên nghe một đống câu hỏi của anh thì cười nói. Nhớ anh thì đến thôi. Sao nào, có ngạc nhiên không? Hoắc Hoành gật đầu thật mạnh. Ngạc nhiên, cực kỳ ngạc nhiên. Nhiên Nhiên thấy anh gật đầu giống như gà con mổ thóc thì khẽ cười. Thấy anh vui vẻ như vậy, không uổng công cô chạy cả một ngày đường. Cô đang định lên tiếng thì Hoắc Hoành đã giữ lấy gáy cô, hôn lên môi cô. Nhiên Nhiên không ngờ anh lại hôn mình ở trên xe. Dù sao đây cũng là Hoắc Thị, nếu như bị ai đi ngang qua phát hiện ra.
Cô đẩy anh theo bản năng, lắp bắp nói. Có người tới thì làm thế nào? Yên tâm, đang Tết, sẽ không có ai đâu. Hoắc Hoành vừa mới nói xong, lại giữ lấy cô hôn thật mạnh. Nhiếp Nhiên liếc ra ngoài cửa xe. Được rồi, trong hầm để xe, hình như đúng là không có ai cả. Cô đang chuẩn bị nhìn kỹ thì hình như người phía trước phát hiện ra cô không tập trung, thế là lập tức cắn nhẹ lên môi cô để trừng phạt. Nhiếp Nhiên bị đau nên hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn người trước mặt. Đáy mắt Hoắc Hoành đầy ý cười, anh siết chặt cái tay đang ôm lấy eo cô, khiến Nhiếp Nhiên chỉ có thể phối hợp. Thấy cô ngoan ngoãn giơ tay ra vòng qua eo mình, Hoắc Hoành dao động, vội vàng cạy môi cô ra tiến vào. Lâu chưa gần gũi khiến anh không sao dừng lại được. Môi cô mềm mại, lại hơi lạnh, hơi thở ngọt ngào chí mạng, khiến người ta hận không thể chiếm đoạt lấy nó. Hoắc Hoành cứ giữ chặt eo cô, không cho cô cơ hội chạy trốn. Nhiệt độ trong xe bắt đầu tăng dần lên. Trong không gian chật hẹp, Nhiếp Nhiên có thể cảm nhận được cơ thể mạnh mẽ mà nóng bỏng dưới bộ âu phục của anh, cùng với bàn tay bắt đầu không an phận kia. Tay anh như có ma lực, khiến Nhiếp Nhiên bắt đầu mê muội trong đó. Hoắc Hoành thấy cô phối hợp thì khẽ cười. Em cứ vậy thì anh không nhịn được đâu đấy. Nhiếp Nhiên dựa vào trong lòng anh, cảm nhận được lồng ngực anh rung lên cùng với âm thanh bên tai, cô lập tức tỉnh táo lại, ngước mắt lên thấy nụ cười đắc ý của anh, thế là bèn tức giận cắn vào ngực anh một cái. Cho đến khi nghe thấy một tiếng hít vào, cô mới hài lòng nhả ra, mới ngẩng đầu lên, ai ngờ lại thấy đôi mắt Hoắc Hoành càng thêm u ám. Cô giật mình, nhanh chóng giơ tay chống vào ngực anh. Hoắc Hoành thấy vẻ cảnh giác trong mắt cô, chỉ đành hít sâu một hơi, nới lỏng khoảng cách giữa hai người bọn họ. Nhiếp Nhiên vẫn dựa vào người anh, điều chỉnh hơi thở của mình. Qua một lúc lâu, trên đỉnh đầu truyền đến giọng Hoắc Hoành. Em nói đi, có phải lúc em gọi điện thoại thì đã đến rồi không? Giọng Hoắc Hoành vẫn khàn khàn như cũ. Nhiếp Nhiên gật đầu, đầu cô cọ tới cọ lui trước ngực, khiến ngọn lửa khó khăn lắm anh mới áp chế xuống được lại bùng lên. Anh không tự chủ được, bám chặt vào vai cô hơn. Tại sao không nói cho anh biết? Nói cho anh thì làm gì còn bất ngờ nữa. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Hoắc Hoành trêu cô. Nhưng em khiến anh mất thêm 2 tiếng mới được gặp em. Em phải đền cho anh. Nhiếp Nhiên hơi xao động, chủ động hôn anh một cái, bám vào cổ anh, hào sảng nói. Đền, nhất định phải đền. Mắt Hoắc Hoành lập tức sáng lên. Song anh còn chưa kịp làm gì, cô đã đẩy anh ra, ngồi thẳng lên rồi nói. Em đói rồi, ăn cơm trước đi. Hoắc Hoành ngẩn ra, đến khi nghe thấy cô nói thế anh mới cười. Được, cho em ăn cơm trước. Tiếp đó anh nhìn cô với ánh mắt sâu xa, bổ sung. Đợi lát nữa đến lượt anh ăn. Thấy ánh mắt anh sâu thẳm, Nhiếp Nhiên bỗng nghi ngờ, không biết quyết định đến đây của mình có đúng không. Xe khởi động, Hoắc Hoành chậm rãi lái xe ra khỏi hầm để xe. Muốn ăn cái gì? Anh vừa lái xe vừa nói. Chúng ta mua đồ về nhà ăn đi. Không phải anh có một căn hộ ở bên ngoài à? Chúng ta đến đó. Hoắc Hoành ngước mắt lên nhìn cô qua gương chiếu hậu. Hóa ra địa điểm cũng đã nghĩ xong rồi. Hiếm khi thấy em ngoan thế đấy. Cái gì gọi là địa điểm cũng nghĩ xong rồi? Cô không muốn trở về nhà họ Hoắc đón Tết cùng anh, kẻo đến lúc đó gặp phải ai không nên gặp thôi. Anh tập trung lái xe đi. Được. Người nào đó cười vui vẻ, lái xe đến siêu thị. Lúc đến siêu thị, Nhiếp Nhiên hoàn toàn không biết anh đang định mua gì. Cứ đến chỗ nào là anh quét sạch chỗ đó, như định chuyển cả cái siêu thị về. Thanh toán xong, anh xách túi lớn túi nhỏ, kéo tay cô đi đến bãi đỗ xe. Nhiếp Nhiên bật cười khi thấy dáng vẻ vội vàng của anh. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể chạy cùng anh. Xong rốt cuộc thì họ vẫn không ăn được bữa cơm tối này. Nhưng Hoắc Hoành lại được ăn no cái khác rồi. Ăn no xong, tiếng thở gấp trong căn phòng tối đen cuối cùng cũng dừng lại. Ngoài cửa sổ gió lạnh cắt da cắt thịt, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng.
Hoắc Hoành thỏa mãn nhìn người mệt mỏi đang nằm ở bên cạnh mình. Tình cảm dịu dàng trong mắt giống như nước lúc nào cũng có thể tràn ra. Trong cái ngày nhà nhà đều vui vẻ này, anh vốn tưởng là mình sẽ cô đơn, làm việc đến khi trời sáng. Nhưng không ngờ cô lại mang theo niềm vui bất ngờ đến cho anh. Hoắc Hoành cảm thấy trong lòng thỏa mãn tới cực điểm. Anh vuốt ve gương mặt không hề có sự phòng bị nào của cô. Tóc trước trán che mất một nửa khuôn mặt lớn bằng bàn tay của cô. Đầu vai trơn nhẵn lộ ra ngoài chăn, trông vô cùng quyến rũ. Hoắc Hoành thấy cô quyến rũ mình trong vô thức, ngón tay bất chi bất giác lại luồn vào trong chăn đi cảm nhận đường cong mịn màng kia. Sờ đủ chưa? Nhiếp Nhiên bực mình lên tiếng. Cô bị anh đánh thức mất rồi. Vì anh, cô còn chưa được ăn cơm đã bị giày vò một trận dã rời. Ai ngờ anh còn không cho cô ngủ một giấc hẳn hoi. Giờ cô đang rất muốn đánh người. Nhưng Hoắc Hoành không muốn dừng tay. Thấy cô tỉnh lại, anh liền được voi đòi tiên, kéo cô vào trong ngực mình. Tất nhiên là chưa đủ rồi. Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô khiến Nhiếp Nhiên rùng mình một cái. Thấy cô nhạy cảm như thế, Hoắc Hoành càng đắc ý và to gan hơn. Lúc đang chuẩn bị đánh một trận nữa thì bỗng nghe thấy bụng Nhiếp Nhiên kêu lên. Hoắc Hoành dừng tay lại, không khí vốn đang tươi đẹp bị phá hỏng hoàn toàn, sau đó là tiếng cười trầm thấp của anh. Nhiếp Nhiên thấy anh đang đè ở trên người mình, còn cười khẽ bên tai mình. Cái tên này, cô tàn tạ như thế, còn không phải là do nuông chiều anh, thấy anh nhịn đến sắp điên rồi nên mới chịu đói bụng mà ra trận sao? Còn anh thì hay rồi, lại dám cười cô. Nhiếp Nhiên chỉ lúng túng trong một giây đã thản nhiên nói. Em đói mà anh còn không đi nấu cơm cho em đi. Được, anh đi nấu cơm, em nghỉ ngơi đi. Nhiếp Nhiên chừng anh một cái, rồi định xoay người ngủ tiếp. Nhưng không ngờ, Hoắc Hoành lại đè lên cô, nhẹ giọng nói bên tai. Ăn xong, chúng ta lại tiếp tục. Ăn xong lại tiếp tục sao? Hoắc Hoành nhanh nhẹn nhảy xuống giường, tránh được nắm đấm chuẩn bị nện lên người mình của cô. Sau đó anh vào phòng tắm rửa mặt, mặc quần áo rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị làm chút đồ ăn cho Nhiếp Nhiên. Thật ra, tay nghề của Hoắc Hoành không tốt hơn Nhiếp Nhiên là bao. Bò bít tết, tôm hùm trong bữa tối dưới ánh nến lần trước, hoàn toàn là do anh học thuộc công thức. Mặc dù ngon, nhưng nhìn từ động tác là biết không phải sở trường của anh. Nhiếp Nhiên nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lúc, quyết định vẫn nên dậy xem sao thì hơn. Kẻo lát nữa lại phải ăn mì gói thì quá thê thảm. Cô đến phòng tắm tắm rửa, thay quần áo sạch rồi đi tới cửa phòng bếp. Người trong phòng bếp đang nghiêm túc làm cho cô món. Nhìn qua chắc là trứng xào cà chua. Ồ, trông dáng vẻ cũng ra gì lắm. Nhưng động tác không quá thuần thục, nhất là lúc cho muối vào đường. Nhìn như đang bỏ chất hóa học gì đó chứ không phải nêm gia vị. Hình như là cảm nhận được ánh mắt của Nhiếp Nhiên. Lúc cho muối xong, Hoắc Hoành quay đầu lại cười nói. Sao em lại dậy? Không phải muốn nghỉ ngơi sao? Đói bụng không ngủ được, em ra xem anh định nấu cho em món gì. Hoắc Hoành chỉ những món để trên bàn bếp. Anh vừa xem đồ chúng ta mua, có cà chua, trứng gà, khoai từ, mộc nhĩ cùng với một con cá. Cho nên anh làm trứng xào cà chua, khoai từ xào mộc nhĩ, thêm món cá hấp nữa, em cảm thấy thế nào? Nhiếp Nhiên gật đầu. Nghe ngon đó, nhưng mà liệu có nhiều quá không? Thật ra thì anh làm cơm rang trứng cũng được rồi. Không phải cô không tin tưởng tay nghề của Hoắc Hoành, chỉ là thấy đã muộn mà làm nhiều thế thì phiền phức quá. Hoắc Hoành nói, hôm nay là mùng 1, dù không thể nấu cho em một bữa tối thịnh soạn, thì cũng phải nấu cho em ít món thường nóng hổi chứ. Sự kiên trì của anh làm cô chỉ đành từ bỏ. À đúng rồi, còn có một con gà ở trong nồi áp suất nữa. Khoảng 15 phút nữa là xong. Đến lúc đó, anh múc cho em một bát để lót bụng, làm ấm dạ dày trước. Hoắc Hoành vội vàng nói với cô. Nhiếp Nhiên gật đầu. Được, em đợi canh gà của anh. Hoắc Hoành cười, chỉ sofa trong phòng khách. Em ngồi ở đó nghỉ ngơi một lúc, anh làm xong sẽ gọi em. Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn ngồi lên sofa, đợi món canh gà sắp chín của anh.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng bếp. Dưới ánh đèn, Hoắc Hoành mặc áo sơ mi màu đen, tay áo xắn lên, tóc hơi rối, nhưng dáng vẻ bù xù này lại khiến Nhiếp Nhiên có cảm giác gia đình hơn. Cô cứ nhìn chằm chằm bóng lưng anh, suy nghĩ bất chi bất giác bay xa. Đang làm gì thế? Nhiếp Nhiên không biết Hoắc Hoành đã bê canh gà đứng ở bên cạnh. Đến khi giọng anh vang lên, cô mới hoàn hồn lại. Em đang nhớ đến chuyện, trước kia anh dùng căn nhà này để thăm dò em. Khi đó chúng ta đều phòng bị đối phương. Bây giờ nghĩ lại thấy vui thật. Còn vui nữa, có mấy lần anh suýt nữa bị em dọa đến mức mắc bệnh tim đấy. Hoắc Hoành khẽ chừng cô, sau đó đưa canh gà cho cô. Nhân lúc còn nóng, em uống đi. Anh đi xem mấy món còn lại đã xong chưa. Nhiếp Nhiên nhận lấy canh gà, uống từng ngụm nhỏ. Được uống bát canh gà nóng hổi này khiến cô thấy ấm áp hơn hẳn. Cô còn nhận ra Hoắc Hoành rất chu đáo, hớt hết váng mỡ rồi mới mang lên cho mình. Uống hết bát canh gà rồi, những món ăn khác cũng được Hoắc Hoành mang lên. Trứng xào cà chua tỏa ra mùi chua ngọt. Khoai từ xào mộc nhĩ, màu sắc bắt mắt. Hình như Hoắc Hoành còn cho cả cà rốt, thái lát vào cho đẹp hơn. Còn cả một nồi canh cá hấp lớn nữa. Bốn món ăn được mang lên xong, Hoắc Hoành lại mở một chai rượu vang. Hôm nay là mùng 1, đây là bữa cơm đoàn viên của chúng ta. Hoắc Hoành rót cho cô một ly rượu vang. Nhiếp Nhiên nhìn nụ cười của anh, lại nghe thấy câu cảm thán này, trong lòng không biết đang có cảm xúc gì. 10 năm qua, ngày nào anh cũng sống thấp thỏm, lo lắng. Cho dù là ngày Tết, cũng không được ở bên người thân và chiến hữu hay Lý Tông Dũng. Đối với anh mà nói, đó chỉ là một ngày bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Nói cách khác, đó là một ngày khiến anh khao khát được đoàn viên. Mà chuyện cô có thể làm được cũng chỉ là cho anh bữa cơm đoàn viên này thôi. Vì Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên bỗng cảm thấy Tết cũng rất quan trọng. Đúng vậy, đây là cơm đoàn viên. Nhiếp Nhiên gắp một miếng cá đặt vào trong bát anh. Ăn nhiều cá, quanh năm dư giả. Hoắc Hoành mỉm cười ăn một miếng cá, sau đó dịch đến gần bên cạnh cô thấp giọng nói. Thật ra, anh muốn quanh năm có em hơn. Nhiếp Nhiên liếc anh một cái, dưới ánh đèn ấm áp, anh cười rất vui vẻ. Là sự vui vẻ chưa bao giờ có, ngay cả đuôi lông mày cũng mang theo cảm giác hạnh phúc. Cô bỗng ngẩn ra. Thôi bỏ đi, nay là mùng 1, không nên hất nước lạnh vào mặt anh. Được thôi, sau này năm nào em cũng đón Tết cùng anh. Nhiếp Nhiên cười khẽ, gắp một miếng trứng xào cà chua cho anh. Nhưng câu này lại khiến Hoắc Hoành sững lại. Thật ra, anh đã chuẩn bị xong tinh thần rồi, bị Nhiếp Nhiên đả kích rồi. Ai ngờ Nhiếp Nhiên lại đồng ý. Mắt anh lập tức sáng bừng lên, gần như muốn chiếu sáng tất cả. Em đang hứa với anh đấy à? Anh chân thành hỏi. Anh nói xem. Nhiếp Nhiên cong môi. Trái tim Hoắc Hoành sao động, muốn tiến lên hôn cô. Nhiếp Nhiên nhanh tay lẹ mắt đút cho anh một miếng khoai. Mau ăn đi, khoai từ tốt cho sức khỏe. Hoắc Hoành lùi lại, ngoan ngoãn ăn tối. Nhà nhà đèn đuốc sáng trưng. Nhiếp Nhiên và anh ngồi ở trên bàn ăn. Ánh sáng màu vàng phủ lên hai người bọn họ vô cùng ấm áp. Hai người ăn xong bữa cơm đoàn viên, Hoắc Hoành chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát. Nhiếp Nhiên nhàn rỗi lấy hết những món đồ linh tinh Hoắc Hoành mua ra khỏi túi. Kết quả là thấy móc phơi quần áo, đồ ăn cho chó, có cả những đồ không dùng đến. Nhiếp Nhiên nhìn những thứ đó mà dở khóc dở cười. Cuối cùng cô cũng lục được mấy quả táo, còn cả mấy quả cam. Vì vậy cô làm một đĩa trái cây đơn giản. Đợi Hoắc Hoành dọn dẹp xong, hai người ngồi ở trên sofa ôm nhau xem tivi, ăn trái cây giống như một đôi vợ chồng trẻ. Hoắc Hoành cảm nhận được khoảng thời gian yên lặng, ngắn ngủi này. Trong lòng chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi. Ngày mai muốn ăn cái gì? Anh dựa vào sofa hỏi người trong lòng. Nhiên Nhiên liếc anh một cái hỏi. Anh nấu à? Tất nhiên là anh nấu, bây giờ em vất vả hơn anh, cứ để anh làm hết cho. Hoắc Hoành thấy cô thoải mái dựa vào lòng mình thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
lập tức hăng hái nhận việc nấu cơm. Vậy em muốn ăn... Nhất Nhiên cẩn thận suy nghĩ một lát, nhưng mãi không nghĩ ra món gì rất muốn ăn cả, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Em không muốn ăn món gì quá, anh cứ làm đại đi là được rồi. Hoắc Hoành cười. Vợ anh đúng là quá dễ nuôi, không kén chọn chuyện ăn mặc. Vâng, cho nên anh phải quý trọng. Nhất Nhiên lười biếng nói. Hoắc Hoành thấy cô uể oải nằm trong lòng mình, cười ôm lấy cô. Cô theo bản năng muốn dãy ra. Đừng lộn xộn, đang xem tivi mà. Tivi có gì mà xem, anh còn hay hơn tivi. Dứt lời, Hoắc Hoành cúi đầu xuống mút tai cô. Người trong lòng liền cứng đờ. Hoắc Hoành thấy hơi thở của cô hỗn loạn, cười ôm cô lên đi vào phòng ngủ. Bên trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng thở dốc. Đêm vẫn rất dài. Gió lạnh ngoài cửa sổ vẫn cắt da cắt thịt, nhưng bên trong lại rào rạt xuân tình. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng. Trên giường bừa bộn, hai người nằm im ôm nhau ngủ. Bởi vì tối qua bị giày vò quá thê thảm, nên lúc này, dù quá giờ đồng hồ sinh học, mà Nhiếp Nhiên vẫn chìm trong giấc ngủ không hay biết gì. Còn Hoắc Hoành đã dậy từ sớm, lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên dựa vào mình ngủ say. Có một giây anh cảm thấy mình như đang nằm mơ. Hai người bọn họ giống như đôi vợ chồng bình thường, sống cuộc sống vô cùng bình thường. Nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, chuyện này là không thể nào. Anh là người mang nhiệm vụ, mà Nhiếp Nhiên cũng có chuyện mình muốn làm. Nhìn cô khẽ cau mày ngủ say, Hoắc Hoành biết tối hôm qua đã làm cô mệt lắm rồi. Vì thế anh rón rén xuống giường, chuẩn bị bữa sáng cho cô, sau đó đi siêu thị mua ít đồ. Tối hôm qua vội về, dù mua túi lớn túi nhỏ, nhưng bên trong đều là đồ không dùng được. Anh phải đi mua lại, sau đó nhân dịp Tết này bồi bổ cho cô. Vì muốn thi vào quân khu 9 mà cô gầy đi thấy rõ, ôm cũng thấy toàn xương. Ôm suy nghĩ nuôi béo cô, Hoắc Hoành lại đến siêu thị mua một đống đồ về. Nhiếp Nhiên bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn trong phòng bếp. Cô nhìn trần nhà màu trắng, cảm thấy như trong mơ. Nhưng cơ thể đau nhức lại khiến cô trở về thực tế. Nhiếp Nhiên cau mày lại, khó khăn bỏ dậy khỏi giường. Chân tay và lưng cô giống như bị tháo ra từng đoạn, sau đó được lắp lại. Tối hôm qua rốt cuộc người đàn ông này đã điên cuồng thế nào vậy? Hôm qua anh giày vò cô đến rạng sáng, khiến cô không chịu nổi. Cô đang nghi ngờ, mình rốt cuộc đã được huấn luyện thể lực chưa? Chẳng lẽ An Viễn Đạo cố ý buông thả cô sao? Đỡ cái lưng đau nhức của mình, Nhiếp Nhiên vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Hoắc Hoành tinh thần phấn chấn. Cô cảm thấy có lẽ An Viễn Đạo đã buông thả với mình thật rồi. Nếu không tại sao trông anh chẳng mệt tí nào, còn đầy sức sống thế này? Sau đó trong mấy ngày tiếp theo, đi đôi với mỗi đêm giày vò và dáng vẻ hăng hái của anh sáng ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên càng khẳng định mình bị huấn luyện giả. Sau khi trở về cô nhất định phải đánh cho An Viễn Đạo một trận. Nhưng đồng thời cô còn lau nước mắt chua xót cho mình. Mới có 3 ngày ngắn ngủi mà cô cảm thấy còn mệt hơn so với huấn luyện 10 ngày. Cứ tiếp tục thế này, cô phải sống thế nào? Đến lúc trở về, liệu có đến mức ngay cả đứng cũng khó khăn không? Vốn vì thương nên cô mới chiều anh. Nhưng lúc này cô thấy cần phải ngăn anh lại rồi. Nếu không cô sợ mình còn chưa trở về đơn vị mà đã bị tàn phế. Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, nhân lúc ăn cơm trưa, Nhiếp Nhiên vừa ăn vừa tìm chủ đề nói. Hình như đã 3 ngày anh chưa đến công ty rồi. Hôm nay còn muốn đến công ty không? Hoắc Hoành gắp một miếng trứng đút vào miệng cô bảo. Hôm nay mới là mùng 4, chưa đến ngày đi làm. Nhiếp Nhiên nhai đồ ăn trả lời. Nhưng không phải mùng 1 anh vẫn đi làm đấy à? Đó là vì em không ở đây. Nếu em ở đây thì anh đi làm gì? Dĩ nhiên anh phải ở bên em rồi. Hoắc Hoành nói rất có lý khiến Nhiếp Nhiên rất phiền não. Lúc này anh nói tiếp. Đúng rồi, buổi sáng anh đi chợ mua một con gà ác. Chiều anh hầm cho em. Buổi tối sẽ có thể uống canh gà ác rồi. Ô... Đối với Nhiếp Nhiên, bây giờ cho dù uống canh thần tiên, cũng không khỏe nổi.
Hoắc Hoành nhìn người đối diện, hình như không có chút sức lực nào, khó hiểu hỏi. Sao thế? Em không thích ăn gà ác à? Mấy ngày nay, anh nấu đủ món cho cô ăn. Mặc dù tay nghề bình thường, nhưng cũng không tới mức khó ăn. Hơn nữa, cô cũng rất nể mặt. Cho cái gì ăn cái đó, chưa bao giờ có vẻ mặt suy sụp thế này. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không phải, em chỉ cảm thấy ngày nào cũng ở đây hơi ngột ngạt. Buổi chiều chúng ta đi xem phim được không? Xem phim? Gần đây hình như không có phim gì mới thì phải. Nhiếp Nhiên tiếp tục đề nghị. Vậy thì xem phim cũ đi. Bây giờ cho dù là phim mới hay phim cũ, chỉ cần có thể đi đến nơi công cộng là cô đều bằng lòng. Nhưng câu nói tiếp theo của Hoắc Hoành đã phá vỡ suy nghĩ của cô. Phim cũ? Thế thì cần gì phải ra rạp chiếu phim? Ở nhà đầy phim cũ. Thế thì đi dạo phố? Nhiếp Nhiên lại hỏi. Nhưng Hoắc Hoành lại trả lời. Bây giờ đang là Tết, không có cửa hàng nào mở cả. Nhiếp Nhiên thầm thở dài trong lòng. Chẳng lẽ 5 ngày này cô chỉ có thể bị nhốt ở trên giường à? Lúc cô đang đồng tình với mình thì thấy Hoắc Hoành để bát đũa xuống cười nói. Em không phải là người sợ ngột ngạt. Nói đi, rốt cuộc tại sao phải đi ra ngoài? Bởi vì cô không muốn ăn xong bị giày vò. Nhưng cô không nói được, chỉ đành kiếm cớ cho mình. Em sắp đi rồi, nên muốn cùng anh ra ngoài tản bộ giải sầu. Hoắc Hoành tính thời gian, gật đầu nói. Vậy ngày kia, lúc em đi, anh sẽ lái xe đưa em đến sân bay. Nhiếp Nhiên bó tay, rõ ràng cô nói giải sầu, liên quan gì đến ngày kia ra sân bay. Ngày kia? Đợi đã. Ngày kia? Nhiếp Nhiên ngẩng phát đầu lên. Sao anh biết ngày kia em đi? Hoắc Hoành không nhìn thấy cô híp mắt đầy nguy hiểm. Là anh bảo thầy xin nghỉ cho em. Anh còn nhờ thầy thuyết phục em, để em về ăn Tết. Nói được một nửa, anh mới hoàn hồn lại, liền ngậm chặt miệng. Cô cau mày lại. Anh xin nghỉ giúp em. Người nào đó lỡ miệng, bèn muốn chuồn đi. Anh đi xem gà ác đã được chưa? Nói rồi, còn không chờ Nhiếp Nhiên đứng dậy bắt mình, Hoắc Hoành đã chạy như một làn khói đến phòng bếp. Được lắm, cô luôn cho rằng cô đã tặng anh một bất ngờ. Ai dè tất cả đều do một tay anh sắp đặt. Còn cả Lý Tông Dũng đáng chết đó nữa. Cô lại bị con cáo già này chơi một vố rồi. Uổng công lúc ấy cô còn bị thuyết phục thật. Kết quả lại bị hai thầy trò này hợp mưu đối phó. Buổi chiều hôm đó Hoắc Hoành thấy mặt Nhiếp Nhiên sầm lại nên không dám đến gần một bước. Vì vậy Nhiếp Nhiên đã được nghỉ ngơi một buổi chiều. Cô thấy chiêu này rất hữu dụng. Thế là cố ý tiếp tục lạnh mặt, muốn được ngủ một giấc ngon lành vào buổi tối. Nhưng từ trước đến giờ, Hoắc Hoành luôn bá đạo mạnh mẽ trong chuyện này. Cho dù trong lòng hơi chột dạ, nhưng nên ăn thịt thì vẫn phải ăn. Hơn nữa, 5 ngày Tết này mà kết thúc, không biết năm nào tháng nào mới được gặp nhau. Sao anh có thể dễ dàng từ bỏ được? Lúc hai người nằm trên giường, vừa tắt đèn, thì anh đã lén luồn tay vào. Nhiếp Nhiên lạnh lùng hỏi. Anh làm gì thế? Em nói xem. Hoắc Hoành không do dự mà ôm cô vào trong lòng. Nhiếp Nhiên lên tiếng phản kháng. Không muốn, em mệt rồi, em buồn ngủ. Cuối cùng, tiếng kháng nghị này lại biến thành từng tiếng thở dốc dưới khí thế mạnh mẽ của Hoắc Hoành. Nhiếp Nhiên chửi thầm trong lòng. Lại bị anh ăn không còn một mảnh vụn rồi. Hết. Hai ngày tiếp theo, Hoắc Hoành không hề đưa cô ra ngoài. Đừng nói là dạo phố, cho dù là cơ hội đi xuống tầng giải sầu cũng không có. Sau bữa trưa, Nhiếp Nhiên lại bị Hoắc Hoành kéo lên giường. Cô quyết định phản kháng. Anh đã nói là đưa em ra ngoài rồi mà. Hoắc Hoành nhướng mày. Anh nói lúc nào? Nhiếp Nhiên bị anh đè ở dưới người, cau mày nói. Hai ngày trước, lúc em nói sắp phải về đơn vị. Có sao? Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành giống như chìm vào trong suy tư, vội vàng nói. Có, lúc ấy em nói ở nhà quá ngột ngạt, lại sắp phải về đơn vị, cho nên đề nghị thế, sau đó anh nói... Cô cảm thấy không đúng, Hoắc Hoành cười hỏi bên tai cô. Anh nói cái gì?
Anh nói đến lúc đó đưa em đến sân bay. Nhâm Nhiên buột miệng nói ra, đến khi nói xong mới bừng tỉnh. Được lắm, tên này thế mà lại nói sang chuyện khác. Hoắc Hoành cười danh mãnh. Thấy chưa, anh chỉ đồng ý đưa em ra sân bay thôi, chứ chưa hề đồng ý cho em đi giải sầu. Nhâm Nhiên nổi giận. Hoắc Hoành, anh lừa em. Có một việc anh chưa bao giờ lừa em. Trong nụ cười dịu dàng của Hoắc Hoành lộ ra vẻ xảo trá. Nhâm Nhiên cảnh giác hỏi. Cái gì? Đó chính là cẩn thận, yêu em. Vừa dứt lời, anh đã cúi người xuống, ngậm lấy cánh môi cô cẩn thận thưởng thức. Anh tránh ra, em không... Tiếng kháng nghị mang theo tức giận của Nhiếp Nhiên đứt quãng, truyền qua kẽ răng. Nhưng đáng tiếc cuối cùng đều bị Hoắc Hoành nuốt mất. Một trận vận động nữa lại bắt đầu. Đến khi Nhiếp Nhiên chỉ còn một hơi thở thì anh mới chịu thôi. Xong đó chỉ là nghỉ ngơi giữa hiệp thôi. Càng gần ngày đi, thời gian Hoắc Hoành giam cô ở trên giường càng lâu, sức lực của anh cũng càng hăng hơn. Không giày vò thì thôi, một khi giày vò là đến tận rạng sáng. Thậm chí ban ngày, cô vừa mới có dấu hiệu tỉnh lại, anh đã khởi động rồi, làm cô vốn định giả vờ ngủ cũng không được. Bị anh giày vò hai ngày liên tục, cho đến ngày phải về đơn vị, cuối cùng Hoắc Hoành cũng tốt bụng tha cho cô, để cô thoải mái ngủ một giấc rồi mới ăn tiếp. Sau một trận giày vò vô cùng mệt mỏi, Nhâm Nhiên lại ngủ mất. Hoắc Hoành nhân lúc cô ngủ thì ra ngoài một chuyến, sau đó về nấu bữa trưa cho cô. Đến khi cô tỉnh lại đánh răng rửa mặt mặc quần áo, anh đã bê đồ ăn đã chuẩn bị lên, ăn bữa trưa ấm áp với cô, sau đó đưa cô đến sân bay. Nếu đi muộn thì phải đi đường núi lúc tối, anh không yên tâm nên đặt vé máy bay vào buổi trưa cho cô. Thế thì lúc cô đến đơn vị cũng 14 năm giờ thôi, không tính là quá muộn. Trên đường đi, Nhiếp Nhiên ngồi ở trên ghế phụ mơ màng ngủ gật. Hoắc Hoành thấy cô ngủ không biết gì thế này, vừa vui vẻ lại vừa đau lòng. Vui vì cuối cùng cô cũng sẵn lòng ngủ ở trên xe của mình. Trước kia cô đều chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không ngủ. Tuy cô bị anh giày vò quá nhiều mới mệt đến nỗi ngủ đi, thế nhưng ít nhất cũng là ngủ. Còn đau lòng là vì anh đã khiến cô vất vả mấy ngày hôm nay rồi. Vốn dĩ anh định nhân dịp Tết này bồi bổ cho cô. Ai ngờ cứ động đến cô là anh không chịu nổi, nên chỉ đành vứt hết mấy suy nghĩ kia đi, hại cô không được nghỉ ngơi tử tế. Gặp đèn đỏ, xe tạm thời dừng lại. Hoắc Hoành thấy cô nghiêng đầu sắp va vào kính xe, bèn vươn tay ra định điều chỉnh lại vị trí cho cô. Ai ngờ vừa mới chạm vào má cô, Nhâm Nhiên đã cau mày lại lẩm bẩm. Không, không muốn nữa. Xem ra cô đã bị anh giày vò thê thảm quá rồi. Trong mắt Hoắc Hoành hiện lên ánh sáng dịu dàng. Anh cẩn thận điều chỉnh đầu cho cô, sau khi đèn chuyển xanh mới lái xe tới sân bay. Nửa tiếng sau xe dừng lại ở bãi đỗ. Anh thấy Nhiếp Nhiên đang ngủ say, hơn nữa vẫn còn sớm nên nhẹ nhàng tháo dây an toàn của cô ra để cho cô ngủ thoải mái hơn. Sau đó anh ngồi trong ghế lái, yên lặng nhìn cô ngủ. Mấy ngày nay mặc dù anh nhìn vô số lần, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Có lẽ là ánh mắt Hoắc Hoành quá nóng bỏng nên Nhiếp Nhiên từ từ tỉnh lại. Đến rồi à? Nhiếp Nhiên phát hiện Hoắc Hoành đã lén cởi dây an toàn ra cho mình. Vì vậy cô nói với anh một câu. Nhớ phải cẩn thận. Rồi đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống xe. Cô còn chưa bước ra, Hoắc Hoành đã kịp thời gọi cô lại. Đợi đã. Nhiếp Nhiên quay đầu lại. Còn chuyện gì nữa? Lúc này Hoắc Hoành lấy một cái túi lớn ở sau ghế đưa cho Nhiếp Nhiên. Anh thấy em chỉ có hai bộ quần áo từ ngày trước, cho nên vừa nãy đã đi mua cho em mấy bộ. Em xem có thích không? Thật ra sáng sớm hôm nay, anh vốn định đưa cô đi ra ngoài giải sầu, thuận tiện mua cho cô ít quần áo. Nhưng mà hương vị của cô quá tuyệt vời. Cuối cùng anh chỉ đành đi một mình. Nhiếp Nhiên rất kinh ngạc. Cô cúi đầu nhìn qua rồi trả lời. Vâng, thích. Câu trả lời qua loa lấy lệ khiến Hoắc Hoành cau mày lại. Em còn chưa xem mà. Những thứ anh mua đều dựa theo sở thích của cô. Vậy mà cô chỉ nhìn lướt qua một cái. Uổng công anh phí tâm. Nhưng Nhiếp Nhiên lại nói. Em không kén chọn quần áo,
chỉ cần không phải màu sắc tươi đẹp, đại chúng là được. Vừa rồi cô chỉ nhìn lướt qua, nhưng thấy chúng đều có màu tối, rất phù hợp với yêu cầu của cô nên không cần phải xem. Hoắc Hoành bất lực. Trong này có một cái áo phao mùa đông, một cái áo khoác đầu mùa xuân và hai cái áo dài tay cùng với hai cái quần. Lần sau anh sẽ đưa em đi dạo một vòng, mua mấy bộ quần áo mùa hè. Nhâm Nhiên nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ rồi nên tùy ý gật đầu. Được, vậy em đi trước đây. Nói xong cô vội vàng muốn xuống xe. Nhưng Hoắc Hoành thấy không nỡ, bèn giữ cô lại, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Em cứ đi như thế à? Không định để lại cái gì sao? Anh muốn em để lại cái gì? Nhâm Nhiên lập tức cảnh giác. Điệu bộ phòng bị kia khiến Hoắc Hoành thấy tức cũng không được, mà cười cũng chẳng xong. Xem ra mấy ngày nay cô đã bị giày vò đến sợ luôn rồi. Anh nghiêm mặt dịch lại gần, im lặng đòi hỏi. Nhâm Nhiên cau mày lại. Không được đâu, đang là ban ngày, nhiều người lắm. Anh đã nhượng bộ rồi đấy. Hoắc Hoành nhướng mày nói. Nhâm Nhiên nghe thế liền nhanh chóng hôn lên má anh một cái. Sau đó, cô sợ Hoắc Hoành sẽ giữ mình lại nên nhanh chóng chạy ra khỏi xe. Đợi cửa xe đóng lại, chắc chắn mình đã ở khoảng cách an toàn rồi, Nhâm Nhiên mới vẫy tay với Hoắc Hoành. Em đi đây. Hoắc Hoành dặn dò. Em đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện thoại cho anh. Nhâm Nhiên gật đầu. Em biết rồi. Nói xong cô đi vào trong sân bay. Khi máy bay cất cánh, cô mới có cảm giác chân thực rằng mình lại rời xa Hoắc Hoành một lần nữa rồi. Mấy ngày hôm nay giống như là một giấc mộng. Bây giờ tỉnh mộng rồi, cô lại phải trở về đơn vị bắt đầu phấn đấu vì quân khu 9. Cô ngồi ở trên máy bay nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến khi hạ cánh. Đến khi trở lại đơn vị, sắc trời đã tối dần. Đang là Tết nên trong sân huấn luyện không có nhiều người, rất trống trải. Nhâm Nhiên đi ngang qua sân huấn luyện, sau đó đi vào tòa ký túc xá về phòng của mình. Lúc cô chuẩn bị mở cửa vào phòng thì nghe thấy trong hành lang truyền đến tiếng hỏi. Chị Nhiên, là chị à? Nhâm Nhiên quay đầu lại, thấy là Hà Danh Ngọc và Thi Sảnh liền ừ một tiếng. Là tôi về rồi. Cô vừa dứt lời đã thấy Hà Danh Ngọc chạy tới ôm lấy cô. Tốt quá, chị Nhiên cuối cùng cũng về rồi. Em nhớ chị chết mất. Tết năm nay không có chị nên chẳng vui chút nào cả. Nhâm Nhiên cầm cái túi Hoắc Hoành đưa nên không tránh được, bị cô ta ôm chặt lấy. Từ lồng ngực rộng lớn vững chắc của Hoắc Hoành biến thành Hà Danh Ngọc. Sự chênh lệch này lớn đến nỗi khiến cô khó mà chấp nhận nổi. Đột nhiên cô cảm nhận thấy mình lại hơi nhớ vòng tay của anh, mà bọn họ mới chia tay nhau có hơn 4 tiếng. Xong rồi, xem ra mấy ngày ngắn ngủi này đã thành thói quen của cô, đến nỗi cô không thích ứng được. Không biết Hoắc Hoành có giống cô không nhỉ? Thi Sảnh vừa thấy Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, cho là cô bị Hà Danh Ngọc ghì chặt, vì vậy liền kéo Hà Danh Ngọc ra. Được rồi, đừng có quấn lấy Nhiếp Nhiên nữa, cậu không thấy cậu ấy xách túi lớn túi nhỏ trong tay à? Hà Danh Ngọc tò mò hỏi cô. Đây là cái gì thế? Nhiếp Nhiên vừa mở cửa vừa trả lời. Đều là quần áo. Tết ở nhà nhàn rỗi, không có việc gì làm, nên tôi có mua mấy bộ. Hà Danh Ngọc kinh ngạc. Nhâm Nhiên thế mà lại rảnh rỗi đi mua quần áo à? Cuối cùng, chị cũng biết phải mua mấy bộ quần áo rồi. Mỗi lần thấy chị ra ngoài, chị đeo một cái ba lô, là em lại thấy bế tắc. Hà Danh Ngọc oán trách. Nhâm Nhiên nghe vậy thì khẽ cong khóe miệng lên, sau đó mang ba lô và túi quần áo của mình đẩy cửa vào phòng. Được rồi, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Không có chuyện gì thì hai người về trước đi. Cô nói. Hà Danh Ngọc không quấn lấy cô nữa, gật đầu nói. Vậy chị Nhiên nghỉ ngơi đi. Đến 8 giờ, em lại đến gọi chị. Nhâm Nhiên nhíu mày lại. 8 giờ có việc gì à? Hà Danh Ngọc gật đầu. Có, mọi người trong mấy tiểu đội tổ chức ăn nướng. Chị cũng tham gia nhé. Nhâm Nhiên còn tưởng là có huấn luyện, cô hờ hững trả lời. Tôi mệt lắm, không đi đâu. Hả, chị không đi à?
Ừ, mọi người chơi đi. Hà Danh Ngọc định nói đáng tiếc, bị Thi Sảnh cắt ngang. Nhiếp Nhiên đi từ nhà đến đây, đã mệt lắm rồi, cậu đừng bám lấy Nhiếp Nhiên nữa. Hà Danh Ngọc im lặng, không nói thêm gì. Thi Sảnh nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, cậu nghỉ ngơi đi, nhân lúc Cửu Miêu xin nghỉ ra ngoài, tối nay cậu ngủ một giấc thật ngon đi. Nhiếp Nhiên dừng tay lại nhìn Thi Sảnh. Cô ta đi ra ngoài à? Thi Sảnh gật đầu. Ừ, mấy ngày trước cô ta xin nghỉ ra ngoài. Nhiên Nhiên suy nghĩ một lát, cô cảm thấy cho dù Cửu Miêu đi ra ngoài thì cũng chẳng thể làm gì. Rõ ràng cô ta và tổ chức của cô ta mong muốn nhiều hơn. Một đơn vị dự bị căn bản chưa lọt vào mắt bọn chúng, cho nên trước khi chưa vào quân khu 9, cô chỉ cần nắm rõ chiều hướng của cô ta, biết số lần cô ta ra ngoài là được. Vì vậy, cô nói với hai người đứng ở cửa. Tôi đi tắm rồi ngủ đây. Thi Sảnh gật đầu. Được, cậu nghỉ ngơi đi, chúng tôi đi đây. Được, mọi người chơi vui vẻ nhé. Thấy Nhiếp Nhiên bận rộn dọn dẹp phòng, Thi Sảnh kéo Hà Danh Ngọc đi về phòng mình. Trên hành lang, Hà Danh Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm. Tại sao cậu không để tôi kéo chị Nhiên đi ăn nướng? Nhân thời gian này, để cho chị ấy và chị Kiêu nói chuyện với nhau. Nói không chừng, hai người sẽ giải hòa. Thi Sảnh nhìn cái người suy nghĩ đơn giản trước mặt, dí vào đầu cô ta. Thôi đi, nếu chỉ dựa vào một bữa nướng mà giải quyết được, thì lúc đầu bọn họ sẽ không cãi nhau rồi. Cậu đấy, lo cho mình đi, đừng có lo linh tinh cho người khác nữa. Nói xong cô ta kéo Hà Danh Ngọc đi xuống dưới tầng. Sắc trời càng lúc càng tối dần, trong sân huấn luyện phía xa dần dần truyền tới tiếng cười đùa. Nhiên Nhiên xem quần áo Hắc Hoành mua cho cô, tuy đều là màu tối nhưng kiểu dáng không giống nhau. Hơn nữa trông còn rất hợp với cô, đơn giản, thoải mái. Có thể thấy lúc mua anh đã nghiêm túc suy nghĩ đến sở thích của cô thế nào. Trước khi ngủ, cô không quên gửi tin nhắn báo bình an cho Hoắc Hoành. Sau khi nhắn hai chữ đơn giản xong, đã có tin nhắn trả lời ngay. Hình như bên kia luôn đợi tin nhắn của cô. Trong đó cũng chỉ có hai chữ đơn giản là ngủ ngon. Nhiên Nhiên cười khẽ, sau đó tắt điện thoại rồi đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, cô lại mặc quần áo huấn luyện, đi xuống tầng. Lúc này đã qua Tết được mấy ngày, lại tới gần sát hạch mùa đông hơn. Niềm vui ngày Tết cũng bắt đầu nhạt đi. Đã có không ít người bắt đầu huấn luyện, bắt đầu tiến vào thời gian chuẩn bị, thi đầy căng thẳng rồi. Nhiên Nhiên làm nóng người, định dốc toàn tâm toàn ý vào huấn luyện. Cả kỳ nghỉ Tết, trừ lúc ở nhà họ Nhiếp ra, mấy ngày ở thành phố cô gần như hoàn toàn ở trạng thái sao nhãng. Vì thế cô nhất định phải tăng tốc huấn luyện, chuẩn bị huấn luyện chạy nước rút cho một tháng cuối cùng. Nhưng cô vừa mới vào sân huấn luyện, định chạy 5 cây số trước thì đã gặp An Viễn Đạo ở cổng vào. Nhiên Nhiên vừa nhìn thấy An Viễn Đạo, liền nhớ tới việc mình ở thành phố A bị Hoắc Hoành giày vò, cho suýt nữa tàn phế. Tên này thế mà lại dám buông thả cô. Nhiên Nhiên coi anh ta như không khí, đi thẳng vào trong sân huấn luyện. An Viễn Đạo cảm thấy khó hiểu, oan ức và tức giận. Vừa mới Tết xong mà con nhóc này đã để mắt trên đỉnh đầu rồi à? An Viễn Đạo gọi cô lại. Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên cau có hỏi. Sao thế? Anh ta cau mày mắng. Mới qua Tết, cô không chúc Tết tôi thì cũng thôi đi. Vậy mà còn giả vờ như không thấy tôi. Cô có biết lễ phép không hả? Có biết tôn sư trọng đạo không? Nhiên Nhiên bực mình. Thầy cũng đâu có làm tốt bổn phận của thầy giáo. Thầy giấu nghề với học sinh, thế mà còn dám nói tôn sư trọng đạo với tôi à? An Viễn Đạo thắc mắc. Tôi giấu nghề cái gì? Nhiên Nhiên nhìn dáng vẻ vô tội của anh ta, nhướng mày hỏi. Thầy nói thật đi, rốt cuộc, thầy có đang huấn luyện tôi theo yêu cầu sát hạch của quân khu 9 không? An Viễn Đạo nhảy dựng lên. Nói thừa, nếu không thì chẳng lẽ tôi không công hứng gió lạnh với mấy người à? Nhiên Nhiên lẩm bẩm. Không thể nào. Nếu như An Viễn Đạo không giấu nghề, thế thì làm sao cô có thể dễ dàng bị Hoắc Hoành giày vò đến mất nửa cái mạng như thế? Chẳng lẽ là anh quá mạnh à? Nhiếp Nhiên đột nhiên nhớ ra, Hoắc Hoành đã từng được huấn luyện ở quân khu 9,
hơn nữa còn là binh lính xuất sắc nhất rời quân khu 9. Cô là binh lính dự bị, còn chưa vào đến cổng quân khu 9, hình như đúng là không thể so sánh với anh. An Viễn Đạo thấy cô trầm tư thì lập tức cau mày lại. Không thể nào cái gì? Có phải cô ở bên ngoài nghe được lời đồn gì nên tôi mới bị liên lụy không? Nhiêm Nhiên chột dạ, ho nhẹ mấy tiếng. Khụ, không phải, tôi chỉ cảm thấy mình quá yếu thôi. Nhiêm Nhiên hơi áy náy nên giọng cũng dịu đi. An Viễn Đạo hừ một tiếng. Bây giờ cô mới biết à? Được rồi, coi như tôi hiểu lầm thầy. Nhiêm Nhiên hào phóng nhận sai. An Viễn Đạo không chịu bỏ qua. Chỉ một câu hiểu lầm là xong chắc. Nhiêm Nhiên khẽ cau mày lại hỏi. Vậy thầy còn muốn gì nữa? An Viễn Đạo nói không hề khách khí. Đi ra ngoài lang thang 5 ngày, đã quên mất việc chính. Lần sau, không cho cô nghỉ nữa. Việc chính gì? Bây giờ đang là kỳ nghỉ. Cửu Miêu cũng chưa về, chắc là không huấn luyện chứ. Nhiêm Nhiên nghi ngờ hỏi. An Viễn Đạo tức giận nói. Đúng, bọn họ không huấn luyện. Nhưng cô có tư cách gì nói không huấn luyện? Thể lực kém hơn thì thôi đi, lại còn say sóng nữa. Thật không biết cô có mặt mũi nào mà nói vậy. Nói xong anh ta đi về hướng vừa đến. Nhiêm Nhiên thấy anh ta mắng mình xong lại chạy đi thì vô cùng khó hiểu. Cô hoàn toàn không biết rốt cuộc An Viễn Đạo muốn làm gì. Còn không mau lên. Phòng thí nghiệm có thời gian mở cửa. Nếu như đến muộn, không huấn luyện được thì đừng có trách tôi. An Viễn Đạo mắng, Nhiêm Nhiên lập tức bước nhanh theo anh ta. So với huấn luyện thể lực, cô còn sao nhãng việc huấn luyện say sóng hơn nhiều, phải bù lại mới được. Vậy mà Nhiêm Nhiên lại một lần nữa quay về thời kỳ huấn luyện căng thẳng vì mục tiêu là quân khu 9 mà ra sức chạy nước rút. Lúc cô cho là cuộc sống cứ yên bình trôi qua như vậy, thì một cái nanh vuốt nấp trong bóng tối đang chậm rãi tiến đến gần cô.